BBTV. Em Út ơi. Dạ. Chơi cái này với chị. Có gì đây? Cút gì ra? Đây, ngồi xuống đây. Cho em một nửa này. Đấy. Bây giờ chị em mình cút xem của ai cút cái này. Wow, cái này to nhỉ, cái này nhìn béo béo nhỉ. Đấy. Đâu? Đây, bây giờ em cút đi. Xem của ai thì thua nè. Cút đi. Cái này đơn giản là chị thua gì? Ờ. Mà của em đứt là em thua đấy. Đấy. Ôi, đây được rồi. Đấy là chị này. Ủa? Đây làm gì? Đây, đứa tập em đây. Ôi, nào đây là chị. Ôi, sao dai thế nhỉ? Con này của chị đéo rồi. Không xịn mà. Trời ơi, cứ ngăn này. Đéo thấy nó ra gì. Vô đi. Trời ạ. Yeah, hai lần đi nhá, hai lần đi nhá. Lấy ra, đấy là chị này. Ê. Đấy. Em nó con nhỏ luôn này. Cái này mày cút cho mày xem. Cút đi. Cho tôi thử. Đấy, phải đổi con. Không, con này không được tính này, cái này không. Chị không nhặt về mà tính. Chị nhặt về mà. Chơi đi, nhanh lên. Lần sau không được tính cái này nữa nhá. Chơi đều. Ôi, cái này cụt rồi. Bịt ngay mà. Ba lần rồi nhá. Em cho con nhỏ này. Trời đấy ra. Ôi. Cho chị đấy. Thua đấy. Đây cho chị đấy. Chị đánh ngày ngày. Không, con cái này. Đấy. Đấy đi. Cái này. Cụt đi. Cái của em là cụt rồi đấy. Đúng chưa, đúng chưa. Chị vượt cả ngày luôn. Cái này chưa đều. Không đều đâu, chị nhặt cho em mà. Nào, không được đổi. Lấy xong cái nào là không được đổi nha. Không được đổi nha. Quên mà. Không được đổi. À, không phải lấy cái không. Không. Không, cái này này. Này, có chơi không? Nói đi. Nào, không được đổi như thế. Không. Đâu đi. Chị đéo quá. Không, không lấy cái này nữa. Ừ này. Đấy. Không, bỏ cái đây đi. Không, đéo quá. Đâu đi. Ô, ở đây chị đéo đổi kìa. Đâu, cái này lúc nãy mà. Cái này mà cũng nhặt cho em được rồi. Đéo đi. Trời ơi. À. Chốt này chốt. Ô sao sai thế nhỉ? Đổi đi. Không. Nó cao nhiều. Lên, cao lên. Sao chị nhiều đấy. Mấy con kia chơi em với chơi chị cho ai em. Ai bảo em được kia. Trời ơi. Ai mà thua lần này là phải đi quét nhà nhá. Một lần này nữa thôi đấy. Bỏ cái này xuống cho mày. Bỏ đi. Nhóc cao lên. Đấy. Trời ơi. Ơi, trời ơi. Chị có nhà phải không? Đấy, chị vừa bảo mà. Đó, em đi chơi đây. Ôi trời ơi. Từ dân rủ em đi chơi lại phải đi quét nhà. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.